Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Bình Bóc anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục cầm vốn lớn anh em. Hôm nay mình sẽ cầm 5 triệu vào bắt cầu Bình Bóc cho anh em cùng xem và giải trí nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ đọc cầu, đọc vị cho tất cả anh em cùng xem trên con Bình Bóc này nhá. Rồi thì bình thường thì mình thường thường cầm 100k vào chơi xích bo anh em ạ. Đấy, nhưng mà mình lật bài thì cũng lên được tầm 7-800 một triệu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ cầm 5 triệu vào. Đấy, chơi cho nó khắc là một xíu anh em nhá. Rồi thì quả đầu tiên thì ăn ngay 2 triệu 5 vào mồm anh em ạ. Đấy, 5 triệu lên 14 triệu 15 triệu luôn. Tay đầu tiên lái 10 triệu luôn anh em nhá. Rồi thì hôm nay mình sẽ thử thách xem cầm vốn 5 triệu mình sẽ ăn được bao nhiêu từ cái con Bình Bóc này, xích bo này anh em nhá. Thì mời anh em đón xem cùng mình hết cuối clip để xem biết kết quả anh em nhá. Bây giờ mình sẽ tắt tay phát nữa anh em nhá. Hôm nay thử thách xem anh em. Đấy, để xem đọc vị nó như thế nào. Ok, đọc hai cầu chuẩn cả hai luôn anh em nhá. Cái này là nó có công thức anh em. Đấy, công thức thì mình sẽ có công thức riêng. Anh em nào cần thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Đấy, mình sẽ cho anh em công thức miễn phí nhá. Đấy, còn anh em nào mà chưa trải nghiệm con Bình Bóc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với là mô tả rồi. Anh em chỉ cần tải game về, liên kết xong anh em gửi ID vào nhóm để nhận cốt 20k và liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Mình sẽ đưa anh em về bờ nhá. Rồi, phát này xịt mé rồi anh em ạ. 3 phát xịt một phát anh em. Xịt phát to luôn anh em ạ, 12 triệu luôn, cay chưa? Thôi không sao anh em ạ, cứ từ từ mình sẽ lấy lại cho anh em xem. Con này thì anh em chỉ cần nạp đầu 100k anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k nhá. Rồi mình sẽ cho anh em công thức miễn phí. Hai nữa là mình sẽ đưa anh em về bờ. Đấy, anh em có thể lựa chọn. Đó. Mỗi người thì mình mỗi người tải game thì mình sẽ đưa về bờ tầm 1 đến 2 lần. Đấy, mẹ nó cay chưa? Xịt mẹ luôn cả công thức luôn anh em ạ. Đau hết nhờ. Thôi, bây giờ ra con 2 rồi mình sẽ bắt con 3 nhá. Mình sẽ bắt con 3, con 4 anh em chấp nhận thôi, làm lại từ đầu thôi anh em. Mất 2-3 phát đau quá anh em ạ. Đấy, nhưng mà chỉ cần còn vốn mình sẽ lấy lại cho anh em cùng xem. Anh em cứ tin ở mình nhá. Đấy, nó hơi lạch công thức một xíu anh em. Để mình xem lại công thức nhá. Rồi, ok, ăn con 4 này. Nó hơi lạch công thức một xíu thôi anh em. Bây giờ mình sẽ lấy lại cho anh em xem. Cứ từ từ mấy chục không là gì với mình cả. Đó, bây giờ mình sẽ xem cầu xong. Mình chỉ cần xem qua thôi anh em ạ. Cái này thì ban đầu thì anh em chỉ cần xem cầu qua thôi. Còn lại về sau anh em chỉ cần thấy nó ra con gì là anh em có công thức anh em bắt thôi. Nó đơn giản lắm anh em. Rồi, thì mỗi ngày thì mình sẽ đưa anh em về bờ từ khung giờ 9 đến 10 giờ chiều nhá. À, 10 giờ trưa nhá. Đấy, anh em nào mà cần thì cứ liên hệ qua cho mình. Ok chưa anh em? Ăn 10 triệu con 6 ok chưa? Đấy, lên 62 triệu ngay anh em ạ. Đấy, nó không ăn đặc lại mình đâu anh em ạ. Chỉ còn có công thức này thôi anh em. Bây giờ mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Đấy, chắc vẫn cầu lúc nãy anh em nhá. Chắc vẫn, đúng rồi, vừa ra con 6 xong này. Cầu lúc nãy cầu cũ nhá. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục bắt theo cái công thức của mình để xem nó có ăn lại mình không nhá. Đấy, để xem hôm nay game ăn mình hay mình ăn game nhá. Rồi, bây giờ ăn tiếp 10 triệu nữa này. Ok, chưa, uy tín chưa, lên 100 triệu này. Nó đơn giản quá anh em ạ. Nó dễ quá đối với mình anh em ạ. Đấy, chỉ cần áp dụng công thức này thì anh em có thể chiến thắng mọi lúc mọi nơi. Chỉ áp dụng với con Bình Bóc thôi anh em nhá. Còn game khác mình không áp dụng đâu. Đấy, mình mới nghiên cứu ra cái bộ công thức của cái con Xích Bo Bình Bóc này thôi anh em ạ. Mình cảm thấy nó dễ. Nó ra theo cầu anh em, ra theo công thức của nó anh em. Địt mé bệt ba con thì mình chịu rồi. Bệt ba con 6 thì mình chịu rồi anh em ạ. Đấy, ra cầu bệt là thì anh em cố chịu thôi anh em nhá. Đấy, không sao, cho nó ăn 5 triệu mình sẽ ăn lại của nó 50 triệu như này. Nó hết sức đơn giản anh em. Đấy, anh em nào mà cần về bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình nhá. Mình đưa anh em về bờ, mất mình hoàn vốn anh em nhá. Đấy, mình đưa anh em về bờ miễn phí, mất hoàn vốn nữa anh em ạ. Được miễn phí rồi còn mất hoàn vốn nữa anh em. Đấy, anh em biết vì sao phát này mình bắt như thế này không? Đấy, vì mình tự tin nó ra con 4 quá anh em ạ. Mình bắt 10 triệu con 5, mình bắt chỉ có 5 triệu thôi. Phát này mình tính bắt mỗi con 4 kìa cho nó đẳng cấp kìa anh em thấy không? Nói được làm được, ăn của mình 5 triệu mình ăn lại 50 triệu anh em ạ. 129 triệu rồi nhá. Để xem hôm nay vốn 5 triệu của mình lên bao nhiêu. Thường thường thì hôm nay ngày nào mình cũng cầm 100k vào lật poker trên dưới rồi mình bắt cầu. Nhưng hôm nay lâu lâu đổi gió tí anh em ạ. Đổi gió tí cầm 5 triệu vào chơi nhóm nó sướng luôn. Rồi 5 triệu thì nó quá sướng rồi, thích lên bao nhiêu lên anh em ạ. Ăn tiếp một tay con 3 10 triệu nữa này. Lên 167 triệu này. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ ra còn lại một lần nữa rồi mình nghỉ nhá. Đấy, ăn mấy tay anh em phải ra vào lại không nó soi sấp mặt lờ ấy. Rồi, ui, mẹ nó chứ. Đâu, 4-3 vẫn cầu cú anh em nhá. 3 con 6, 4-3 vẫn cầu cú nhá. Đấy, nó không đổi cầu.
Bây giờ thì mình sẽ bắt con 5 với con 1 nhá. 3 này thì chắc chắn nó sẽ ra con 1. Đấy, ok chưa? Con 3 chắc chắn nó ra con 1 hoặc con 5 anh em ạ. À. Đấy, công thức của mình đã thành công hôm nay luôn anh em ạ. À. Chỉ xịt mấy câu đầu thôi. Còn lại về sau là ăn thong luôn, chỉ xịt mấy câu đầu thôi anh em nhá. 206 cụ rồi, vốn 5k à, vốn 5 cụ anh em nhá. Rồi anh em nào mà rảnh buổi tối 8 giờ tối vào kênh Đình Lâm Gaming xem mình livestream cái con này anh em nhá. Mình có phát lọc 500k cho anh em. Rồi, bây giờ mình con 1 thì mình sẽ bắt con 3 con 4 này. Đấy anh em thấy chưa? Cái công thức của mình quá chuẩn luôn anh em à. Con 1 nó sẽ ra con 3 hoặc con 4 này. Uy tín chưa? 224 cụ rồi. Mình sẽ dừng clip tại đây nhá. Bye bye, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo.